nó anh chị, yếu tố thời gian chỉ mang tính chất tham khảo, bởi vì có những ca lầm ruột 2-3 ngày không hoại tử. Nghĩa là sao? Nó tùy thuộc vào cái cổ khối lồng. Nếu khối lồng nó lỏng lẻo, nếu khối lồng những ca lầm ruột mãn thường nó lỏng lẻo, nó chui ra chui vô, nó kẹt cái cổng chút xíu mà nó không đủ để gây ischemy, cho nên nó chưa cái chưa chắc là hoại tử. Nên yếu tố thời gian là yếu tố tham khảo. Hay nói ngược lại, không dựa vào đứa trẻ lòng được 3 ngày sau khi đẩy mổ, yếu tố lượt ngày thứ 3 để đi mổ là không có, nó chỉ mang tính chất tham khảo. Thứ hai, lòng ruột thường hay gặp ở trẻ nhũ nhi. Ở nhũ nhi từ 6 tháng, từ 6 tháng 2 tuổi hay gặp nhất. Tại sao nhóm này, trước đây mình nói lòng ruột thường hay gặp ở những bé trai mà trong tuổi nhũ nhi bụ bẩm. Nhưng mà người ta thấy rằng bởi vì nó có tính chất nãy nói rồi, nó có tính chất thôi. Đường là do cái mùa mà nhiễm trùng đường hấp nhiều, cái mùa mà nó viêm được nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm là dày ruột. Ở những đứa trẻ đó, ở những bệnh nhân đó, nó có hiện tượng phì đại, cái mảng bay da, nó phì đại cái hạch. Đó là những yếu tố khởi điểm lòng ruột. Cho nên người ta thấy rằng nó là cái do cái hiện tượng phì đại của mảng bay da và cái hạch thôi. Nhưng nếu lồng ruột xảy ra ở những đứa trẻ nhỏ, ở trẻ sơ sinh, trẻ 1-2 tháng hoặc là trong 5 tuổi thì thường có nguyên nhân thực thể. Những nguyên nhân thực thể của lồng ruột thường là cái gì? Thường lồng ruột có thể, nguyên nhân thực thể thường có thể là do tích thừa mắc kem, do nang ruột đôi, do polyp hoặc là ở những bệnh nhân bị cái bệnh Ehlers-Danlos đó, ban xuất huyết dạng thấp, nó cũng có thể gây ra tình trạng gây biến chứng lồng ruột, hoặc là những bệnh nhân trong bệnh hội chứng quấn niêm dịch mucoviscido, hoặc là những rối loạn cơ năng sau mổ. Đến giờ phút này, những nguyên nhân thực thể thường gặp nhất mà thực tiễn lâm sàng thấy, một có thể là túi thừa mắc kem, thứ hai là polyp của nó, có thể polyp đơn thuần, có thể đa polyp di truyền. Nang ruột đôi có thể gặp, không nhiều lắm, có gặp lymphoma đường tiêu hóa. Như vậy thì nhớ, trong những nguyên nhân gây thực thể lòng ruột, khi nào thì nghĩ đến, quan trọng nghĩ đến đi tìm. Nếu như lòng ruột xảy ra ở những đứa trẻ quá nhỏ, tức là dưới 3 tháng, hoặc là quá lớn trên 5 tuổi. Điểm thứ hai, lòng ruột có tính chất tái đi tái lại hoài, trong một đợt bị 5-7 lần hoặc là bị liên tục bị đi lại hoài, thì nên nghĩ đến đi tìm nguyên nhân thực thể. Mà những nguyên nhân thực thể hay gặp mắc kem, polyp, thường là polyp, thứ hai là nang ruột đôi hoặc lymphom tụ hợp. Nhớ vậy thôi. Về cái lâm sàng, nhớ cái gì? Bệnh cảnh lâm sàng thì thường đứa trẻ thường cái tam chứng lâm sàng kinh điển là đứa trẻ đau bụng cơn, khóc thét, quấy khóc từng cơn, chứ không phải vô mà khóc hoài thường không làm gì. Vô mà khóc từ đầu đến cuối mũi, nó quậy nó khóc không mà khóc thường không làm luôn. Cái e lâm sàng vô nó có hai từ nữa, là ác lên một cái đau khóc khát lên, hoặc là nằm khóc từng cơn, nó quặn người từng lúc, hoặc là sau cơn đau thường đứa trẻ nằm sủi cò cho anh chị sờ bụng, sù sau cơn đau nằm im, đau khóc lên cái, thì lúc đó cô chừng phải làm luôn, hãy nghĩ đến. Còn khóc vô mà cứ khóc với hoàng người la hoài, dỗ hoài không đến thường, nó không phải lòng ruột. Tại sao những cái đó là kinh nghiệm lâm sàng, nhìn vô e biết liền. Cái điểm thứ hai nữa là nông ối, đứa trẻ nó thấy gì, nó kèm theo hiệu trưởng ối và tiêu máu. Thường cái tiêu máu này trễ lắm, nó tùy thuộc theo cái thời gian, cái loại lồng ruột nữa. Có những ca lồng ruột mãn, lồng ruột mãn nó không tiêu máu. Có những ca lồng ruột hồi tràn do túi thừa mắc kem, mới lồng ruột trong vòng vài tiếng là ỉa máu liền, nó siết chặt quá, lẹ quá, nó tùy vào cái mức độ ischemia, mức độ mà siết khối lồng. Nói vậy có nghĩa là tam chứng lâm sàng kinh điển như vậy nó chỉ gặp có 50% theo y văn thôi. Nhưng mà tại bệnh viện Nhi Đồng 1, khi mà tôi làm cái đề tài này, nó có 12%. Tam chứng lâm sàng chỉ có 12%. Điều này lý giải lý do tại sao? Bởi vì mình cho sử dụng siêu âm quá rộng rãi.
tức là bệnh nhân chỉ cần khó chịu một cái vô là xem liền, đứa trẻ nó khóc cái đi xem, cho mình phát hiện nó sớm hơn trước khi đi cầu có máu anh chị. Đợi mà có máu là trễ quá, đợi mà cứ xe rác tan là trễ quá. Thứ hai, tỷ lệ sờ thấy u lòng, người ta sờ thấy có 85%, nhưng mình sờ có 45-40%, mình sờ thấy. Mà sờ thấy này là sờ sau khi đã có kết quả siêu âm. Hiểu không? Tức là đã có định vị rồi, chứ còn bình thường tại sao? Nói như vậy có nghĩa là gì? Thực tế nhiều khi mình bệnh đông á, khó mà đặt cái trẻ nằm đây mà sờ 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 không có. Thế nên nó vừa vô nó ối hồi nãy ối đau bụng cái đẩy đi xuân có sờ đâu, thì chỉ dừng lên chạy rồi có kết quả xong lầm ruột cái sờ vô có cảm giác lầm như vậy đó. Nên mà đã bốn chục lần hấp rồi, cái túi xe rất tan này thì thường thường thì mình thích cái miếng máu miếng thơ gan, nhưng mà cái động tác túi xe rất tan này có vẻ gì kỹ năng lâm sàng quên hết trơn. Trên bác sĩ ngoại khoa nói anh Trí ơi, anh giỏi quá, anh làm cho lính em nó dở đi, tụi nó quên kỹ năng lâm sàng hết trơn rồi. Bác sĩ trưởng khoa ngoại, anh làm cho lính của em nó quên hết mấy kỹ năng lâm sàng, hãy chuẩn đoán hết trơn rồi, dọn chuẩn đoán từ A tới Z, quên tới xương ta luôn, quên tất cả luôn, thậm chí chuẩn đoán chuẩn dọn tới ăn thôi, chỉ nên ăn thôi chứ còn không cần suy nghĩ nữa. Nhưng nhớ cho anh, lồng ruột có thể có những dạng lâm sàng, đặc biệt là có thể đến trong bệnh cảnh tiêu chảy nhiễm độc. Thì có một số anh chị đặt vấn đề là tại sao gọi tiêu chảy ngọt, bởi vì nó có lượng phân ở dưới nó chảy máu anh chị, nó bị tắc ruột bên dưới da máu chảy máu hồng môn dễ quá nhiễm trùng nhiễm độc. Nhưng cũng có những trường hợp bệnh nhân đến mà tôi nhớ hoài được chứng đoán vô là lòng người bật lè, chứng đoán động kinh nhập vô khoa thần kinh, một thì chiều xuống xem lùi ra lồng ruột, tức là chứng thấy nó gồng lên mặt xanh lè đau bụng á, cho nên nó chứng đoán nhầm với động kinh lồi ra lòng ruột. Đó là những dạng lâm sàng, thậm chí có những dọc cho cái mask. Đối với lòng ruột thì nhớ gì, khi chuyện lòng ruột thì nhớ cho anh là cũng nên sử dụng hai đầu dò, đừng có sử dụng một đầu dò, cũng công vé là linear. Tại sao? Cái linear thì anh chị ít có sót hơn, đặt vô mình thấy liền. Nên quét quét những cái khối lầu nó nằm sâu dưới gan có thể bị sót, nên luôn luôn phải sử dụng hai đầu dò. Và cái tần số thì dễ rồi, và thông thường thì mình quét dọc cái khung đại tràng, quét đều hết các ngang các dọc và theo khung đại tràng, từ bởi vì cái tần suất của cái lòng ruột hồi manh đại tràng, hồi manh tràng, hồi manh đại tràng cao nhất, lòng ruột non ít gặp hơn, cho nên thường mình kéo buồng manh tràng mình kéo dọc lên trên thì theo hướng nó mình dễ thấy hơn. Nó bị dính. Cái đầu tiên để chẩn đoán lòng ruột, chẩn đoán lòng ruột cái đầu để chẩn đoán anh chị, bởi vì trong đối anh chị là chuyên khoa một, cho nên tôi nói hơi sâu một chút về cái lòng ruột. Chứ còn nếu anh chị tổng quát thì mình chỉ cần biết tiêu chuẩn chẩn đoán lòng ruột là gì được rồi, chẩn đoán biến chứng thôi. Nhưng siêu nói chuyên khoa một, cái đầu tiên là anh chị phải chẩn đoán có những 5 bước. Chẩn đoán lòng ruột chuyên khoa một, cái đầu tiên là chẩn đoán xác định lòng ruột. Chẩn đoán xác định, nhớ luôn luôn chẩn đoán lòng ruột trên hai mặt cắt, cắt ngang có hình ảnh cô kẹt, hình ảnh cô kẹt, hình ảnh cô kẹt, đường kính này phải trên 25 mm. Chẩn cắt dọc có hình ảnh sandwich size hay là sơ đồ kidney, cắt dọc luôn phải đủ hai mặt cắt. Cắt ngang có hình ảnh cô kẹt, cắt dọc có hình ảnh sơ đồ kidney hoặc là sandwich size. Thường sandwich size khi chị sử dụng đầu dò linear thì thấy rũ xích lớp bên trong, còn nó sandwich là xích lớp thôi, còn cái này là hình ảnh giả thận. Chứ sơ đồ kidney không đồng nghĩa với lòng ruột, bởi vì nó nằm cạnh cái thận nên gọi là sơ đồ kidney. Bởi vì có một số anh chị đi học hiểu nhầm, hiểu chữ sơ đồ kidney cái nói nó cái gì đâu, không cần nằm cạnh thận mà chị thấy hình ảnh nó giả thận giống thận thôi. Thế nên nhắc lại hai chuyện, chẩn đoán xác định lòng ruột phải luôn đủ hai mặt cắt, hình ảnh cắt ngang là hình ảnh cô kẹt, hình ảnh củ hành ô nhông hoặc là hình ảnh bình bia hoặc cái sai, và cắt dọc thì phải có hai mặt hoặc là pseudo kidney hoặc là sang huyết sai, nhớ dùng đủ hai tiêu chuẩn. Tại sao? Bởi vì có những trường hợp anh chị cắt ngang có lòng đường kính nó khoảng 18,
cái trang hình ảnh có hình ảnh cặp cái size 18, thậm chí 12, 18, nhưng nó không phải là lần lượt. Thậm chí có những hợp anh chị cắt dọc, nó vẫn có giống giống sang cái size, nhưng mà nó có nhu động, nó co bóp. Nó gọi là hiện tượng giả lần lượt, pseudo aberration, giả lần lượt. Hoặc là trong một số trường hợp đôi khi nó gọi là có cái gọi là lần lượt thoáng qua. Tài liệu y văn nó nói đến lòng ruột thoáng qua, nó gọi là lòng ruột hồi hồi tràn thoáng qua. Nhưng mà tại sao tôi không dám sử dụng trong đây? Có khổ là gì? Bác sĩ lâm tràng chỉ nghe thấy cái chữ lòng ruột thì chuyển từ bệnh nhân từ khoa nội qua khoa ngoại liền. Cho nên mà lên khoa ngoại không có xuống với mình, mình thấy hết lòng ruột. Lòng ruột thoáng qua mà, dạng hồi hồi tràn thoáng qua, cho nên những dạng đó không dám kết. Nhưng phải dặn bệnh nhân đó sẽ nói. Cái điểm thứ hai nữa, cũng có những cái lòng anh cắt ngang cũng có hình ảnh cô cả đường kính 35 nhưng cắt dọc nó không có. Đó là những trường hợp bệnh nhân có polyp, có một cục polyp bên trong khối lòng bự cắt ngang, hình ảnh cô cả rất đẹp, nhưng mà nó cắt dọc thì nó không có hình ảnh pseudotomy, cho nên nó không đủ tiêu chuẩn khối lòng rồi. Hay nói ngược lại, luôn luôn chẩn đoán lòng được, chẩn đoán xác định phải đủ hai mặt cắt, cắt dọc và cắt ngang. Cái điểm thứ hai là phải chẩn đoán được cái loại lòng ruột. Loại lòng ruột, tại sao cái loại lòng ruột nó sẽ giúp cho anh chị tiên lượng bệnh nhân tháo được hay không tháo được. Mình muốn chẩn đoán loại lòng ruột này, người ta dựa vào cái vị trí của ruột thừa hoặc là vị trí của cái lồng. Nếu như cái ruột thừa nằm trong khối lồng, thường là lòng ruột hồi mang tràng hay là hồi mang đại tràng cuộn. Là một cái cuộn nó có mang tràng vô trên cái ruột thừa nằm bên trong. Còn nếu là ruột thừa nằm bên ngoài của cái lồng thì thường thường là lồng ruột hồi mình, hồi đại tràng hoặc là đại đại tràng. Cho nên yếu tố của cái ruột thừa cũng là bị một cái lồng anh chị thấy nó nằm ở vùng không bên phải vùng dưới gan, thường thường thì nó là lồng hồi mình đại tràng, hồi đại tràng. Nhưng nó chỉ nằm hoàn toàn ở vùng không bên trái hoặc nằm ở vùng hố chậu bên trái thì coi chừng nó là lồng ruột đại đại tràng. Điểm quan trọng nữa, khối lồng nằm giữa bụng lúc này lúc kia thì thường là lồng ruột non. Đó là vị trí sẽ giúp anh chị định hướng. Và tại sao cái này nó quan trọng? Cái nữa là anh chị sẽ trả lời cái lồng ruột này nó có biến chứng hay không, dựa trên những cái gì, dựa trên những nếu có biến chứng tắc ruột hay không. Nếu là anh chị thấy có tiêu chuẩn của lồng ruột, thấy có dấu hiệu tắc ruột, bao ruột có giãn, bao ruột có giãn cái hiện tượng, mà washing machine có hiệu có tao là tao mới giãn, thì lúc đó chị cũng nói lòng ruột có biến chứng tắc ruột. Hay là nếu anh chị thấy có dịch ổ bụng, và cái lòng ruột mà có dịch ổ bụng thì khả năng nó khó lòng khó. Bởi vì sao? Một khi nó chèn ép rồi, dịch nó thoát ra cái mạch máu rồi, thì lúc đó khả năng nó bị tháo rất là khó. Cũng như có những cái máu sinh có u gì không, để gợi ý những cái nguyên nhân thực thể. Đó là cái anh chị làm. Đây là ảnh của một anh chị này. Hình ảnh anh đứa trẻ này được gửi đến cho mình ảnh tôi học chẩn đoán là nôn ói thôi. Qua xem mình thấy thứ nhất là có thể có lúc khối lồng cắt ngang hình ảnh cô cả, thứ hai các phần cái giãn này cắt dọc ra cũng đây anh chị thấy hình ảnh sơ đồ thực ni. Còn cái cấu trúc quay được có tiêu chuẩn chẩn đoán lồng ruột cái hả, thứ hai các quay được bên trên khối lồng nó giãn có dịch giữa ra ruột. Đây là hình ảnh của một cái lồng có biến chứng tắc ruột anh chị. Thì anh chị sẽ tiên lượng cái gì, tức là tiên lượng có cái tháo lòng được hay không, nó hay là cắt ruột. Mình dựa vào yếu tố nguyên nhân, nếu anh chị tìm được nguyên nhân thì gợi ý. Ví dụ lòng ruột do cái thường nó can, lòng ruột do cái hay là do năng của mình gợi ý được nguyên nhân hay không. Bởi vì thường thường những lòng ruột mà do túi thường nó can thường là phải mổ, thì nó là lòng ruột hồi hồi tràn. Thường lòng ruột túi can là lòng ruột hồi hồi tràn, mà lòng ruột hồi hồi tràn thường là thấp khó. Lỗi lòng ruột cũng vậy, hồi hồi tràn tháo khó, manh hồi manh đại tràn thì dễ tháo hơn. Và cái tình trạng ischemia ruột, một cái khối lồng mà thành ruột có dày, nó phù nề, cái dịch bắt cơ ruột thì lúc đó nó ischemia thì mình tiên lượng khả năng tháo lồng thất bại rất cao. Hoặc là mình dựa trên cái đặc tính dịch bên trong khối lồng, nếu mà dịch trong khối lồng thì thấy là có lồng ruột cắt ngang, cắt dọc thành ruột có dày, nó phù nề, có một lớp dịch, anh chị thấy không? Hả? Một cái lồng ruột, khối lồng có dấu hiệu ischemia, có dịch trong cái lồng, tiên lượng tháo khó. Mà nếu anh chị coi chừng đó, anh chị thấy đây lớp dịch bên trong, bên ngoài luôn, bên trong, bên ngoài, thì đây là trường hợp mà thằng ruột nó bị
nó phù nề và cái dấu hiệu giống như hoại tử có hơi. Đây là khả năng tiên lượng khó phải cắt khối lồng rất là cao. Và nếu anh chị đánh giá sự tưới máu, nếu lồng ruột đó mà nó còn tưới máu, nó có dấu hiệu phù nề, dấu hiệu ischemia mà nó còn tưới máu, nghĩa là thường khả năng tháo lồng bằng tay được. Nhưng nếu như mất sự tưới máu thì khả năng phải cắt bỏ khối lồng. Tại sao vậy? Tôi sẽ nói. Em chị thấy mạch máu còn mình tiên lượng đây là một cái lồng ruột khả năng nó phải mổ đó để nó cắt ruột, nó mổ, nhưng mà khả năng tháo lồng bằng tay cao hơn. Em chị thấy mặc dù nó cắt ruột đó nhưng mà nó có còn tiêu máu ok. Đây là giá trị chẩn đoán siêu âm, nó chỉ nói chung là tuyệt vời. Cái ASV này thì bỏ rồi, cái độ nhẹ thiểu thấp quá nó bỏ đi, siêu âm là tuyệt vời. Còn cái lama thì một động tác vừa chẩn đoán vừa điều trị, cho nên nó độ nhẹ thiểu cao, nhưng mà cái siêu âm mình có thể nói là độ nhẹ và đặc hiệu trong chẩn đoán lồng ruột rất cao. Như vậy vấn đề của lồng ruột là cái gì? Cái đầu tiên trước khi nói đến cái lồng ruột thì anh nói một chút xíu là anh chị biết lồng ruột thì ngày xưa thì mình chụp la măng để vừa chẩn đoán vừa tháo lồng, vừa chẩn đoán vừa điều trị. Ngày nay thì người ta có một số nơi người ta tháo lồng bằng nước dưới siêu âm, tháo lồng bằng nước dưới siêu âm. Thứ hai nữa là tháo lồng bằng hơi, đó là chuyện thứ hai. Đó là việc nếu tháo lồng thất bại thì người ta mổ thôi. Vấn đề đặt ra đây, người ta hỏi vậy thì làm sao người ta biết là xem mình chẩn đoán đúng hay sai? Đó là chuyện thứ nhất. Tại có những trường hợp đôi khi chẩn đoán xem là lồng ruột chuẩn bị mổ luôn, chừng gây mê xong cái lên sạch sờ mất khối lồng, xuống siêu âm lại mất khối lồng. Bởi vì khi gây mê giãn cơ ra, lồng nó bung ra được, xuống xem là nó mất. Như vậy thì người ta đặt vấn đề nữa là vậy xem chuyện nó đúng hay không. Nếu như mình anh nói thì bệnh nhân tháo lồng, người ta thường đặt cái xong thì lưu ý người ta bác sĩ ngoại khoa sẽ kiểm chứng được rằng anh chị chuyện đó đúng hay sai bằng cách nào. Bởi vì khi bắt đầu bơm tháo lồng bằng hơi, tháo bằng nước thì dễ, anh chị nhìn thấy cột nước đi vô cổng nó bung ra thì dễ rồi. Nhưng tháo lồng bằng hơi thì khi bắt đầu bơm vô thì cái cột áp suất thủy ngân nó lên cao đến khoảng 8-10 thôi. Thì cái đầu tiên là cái bụng nó méo qua một bên trước. Khi mà cái lồng nó bung ra thì lúc đó bụng nó tròn đều lại. Đồng thời điểm nó cột thủy ngân nó tụt xuống. Điều đó chứng tỏ rằng đã được tháo lồng, đó là chuyện nhất. Và thứ hai, có lồng ruột, trước đó nó có lồng ruột và đã được tháo. Còn nếu bơm lên cái 8-10 mà nó không có tụt, phải thả xuống cái bơm nó bể, thả xuống xong bơm lần thứ hai, thứ 10 cũng không gục được. Lần thứ ba, ba lần như vậy nghĩa là tháo lồng thất bại, xuống kiểm tra xem thêm lần nữa hoặc là mổ. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, bơm cái ọt cái lên đó, cột thủy ngân vừa tăng lên giật vớt xuống liền, anh chị chẩn đoán không phải lồng ruột. Người ta biết liền bơm cái rồi. Cái điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa là cái gì, là có những hợp đôi khi mổ ra ổng không thấy lồng ruột, nhưng người ta vẫn thấy được dấu chứng của lồng ruột, bởi vì nó có những cái bầm hoặc những cái xuất huyết trên thanh mạc để người ta biết rằng anh hồi nãy anh chị nói đúng hay không đúng nữa. Nếu em mổ ra rồi thấy không lồng ruột nữa, nhưng mà trên thành ruột, trên lớp thanh mạc đó có dấu chứng của lồng ruột đã được tháo. Còn mổ ra rồi mà không thấy gì hết là chị đã chẩn đoán sai, đó là lồng ruột. Bây giờ điểm quan trọng là gì? Sau khi tháo lồng xong thường người ta xuống kiểm tra lại. Một số anh chị nói rằng hơi không sao coi, nhưng có nguyên tắc của nó chưa? Nguyên tắc gì? Nếu như bệnh nhân tháo lồng thành công, thông thường cái xong dạ dày nó có dịch, có hơi trọng, thậm chí có một chút xíu máu trong đó, nhìn vô là biết là tháo lồng được. Nhưng xuống cái bịch xong dạ dày không có gì hết, khả năng tháo thất bại cao. Điểm thứ hai, một khi đã thất bại rồi thì đặt đầu dò vô,
bất quá là khối lòng nó bị đẩy một chút xíu thôi chứ tình trạng nó vẫn còn. Còn nếu đã được tháo lòng thì anh chị sẽ thấy đoạn cuối ruột đó, đoạn chỗ ruột nãy lòng ruột á, nó phù nề lên, vách nó dày lên, đó là dấu chứng của siêu âm sau tháo lòng. Siêu âm mình sẽ trả lời hình ảnh này sau tháo lòng nó hiện tượng nó phù nề thành ruột lên, nó đoạn hồi bánh tràng nó phù nề lên, thậm chí mình thấy được cái ruột thừa nó phù nề luôn mà. Cho nên nó rất là rõ ràng chứ không phải là chủ là gì mơ hồ. Cái điểm quan trọng là gì? Nhớ là người ta thấy rằng những cái lòng ruột mà sau khi tháo lòng bằng hơi nó có khả năng tái phát khoảng 10%. Tái phát có thể trong 24-48 tiếng sau nó tái phát lại. Nghĩa là biết để làm cái gì. Rồi, tại vì có những trường hợp đôi khi tháo lòng xong tối siêu âm kiểm tra thấy nó bình thường, sáng cái siêu âm lại nó lòng ruột. Người ta hỏi thắc mắc hỏi sao tối hôm qua siêu âm bình thường, giờ này nó bị lòng lại. Đó là tiền sức tái phát. Là một trong những cái mà tôi đang đặt hàng giao cho mấy em làm một cái đề tài nghiên cứu yếm coi tần suất lòng ruột tái phát. Những lòng ruột tái phát nó có những đặc điểm lâm sàng gì không? Về yếu tố nguyên nhân, về yếu tố thực thể, những cái yếu tố nào cần phải can thiệp phẫu thuật hay không? Đứa trẻ lòng ruột tái phát bao nhiêu lần thì phải mổ? Đó câu hỏi thì bây giờ còn chủ quan quá, 5 lần, 7 lần, bao nhiêu là mổ, mổ thì có gì? Đang cho mấy em chuẩn bị làm cái đề nghiên cứu đó. Tại vì sao nó từ cái thực tiễn không sao mình biết đó. Và nếu lòng ruột khác mà được tháo lòng bằng tay, nghĩa là mổ đó mà tháo lòng bằng tay thì vẫn có tái phát khoảng 2-3%. Nhớ, và nếu mổ mà cắt u lòng rồi thì không. Hồi nãy tôi có nói anh chị là tại sao mình đánh giá sự tưới máu khối lòng rất quan trọng. Bởi vì có những trường hợp bệnh nhân bị lòng ruột, nhìn những tắc ruột có chỉ định mổ, mổ vô nhìn bên ngoài thấy nó hồng hồng đẹp đẹp, nó có hai tình huống. Một số anh chị tháo thử, tháo xong da nó vô hồn mê luôn. Bởi vì những trường hợp đó đứa trẻ này sau đó đi vô tình trạng sốc nội độc tố, ngoại độc tố, vô sốc nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, thường là chết. Bởi vì anh giống như hoại tử á, thì tháo lòng nó bung ra một cái rồi. Cho nên nghĩa là nếu như siêu âm đã gợi ý tình trạng hoại tử ruột, lòng ruột đã hoại tử ischemy, thường kẹp cắt, biết kẹp không, kẹp hai đầu cắt thì tỷ lệ sống cao. Thứ hai nữa cũng có tình huống đôi khi lâm sàng siêu âm thấy nó ischemy, ông ngoại khoa mình vô thấy hết đẹp đẹp, mổ ra tháo lòng thử đắp lên, đắp giữ ấm chút xíu xong đóng lại, đóng xong ra ngoài nó vô sốc vẫn còn ra máu, thời điểm đó kêu siêu âm lên để coi nó còn lòng ruột không, còn hoại tử không. Và lúc đó đứt tinh tôi phải đi thôi. Lên nói là còn hoại tử ruột, mổ lại. Còn nếu hiện tại nó không hoại tử, diễn tiến tốt hơn thì giữ để tiếp tục. Tại những ca, có những ca mình cố gắng giữ, nhưng mổ ra rồi nó không ra sốc. Mổ ra rồi nó vẫn đi cầu có máu, nó chảy máu ở hồ môn hoài. Tại ở thời điểm đó nó chảy máu ở hồ môn, nó ra máu, anh chị không biết được rằng nó đang hoại tử tiến triển hay là cái máu trong cái ruột đó nó còn lúc đó, trước đó. Thời điểm đó ngoại khoa khó biết được, tại vì nó máu của nó ban đầu vẫn có mà. Nó bị xuất tiêu máu, máu nó bị xuất huyết từ trong lúc mà trước khi nó mổ nữa mà. Cho nên cái điều muốn nói đó là cái gì? Sự tiên lượng rất quan trọng. Thông thường khi mà anh trả lời là hình ảnh lòng ruột có biến chứng, có dấu hiệu ischemy ruột, anh luôn ghi một câu đó. Đó là dấu hiệu để cho nhà lâm sàng biết là bác sĩ Chí đang cảnh báo là ischemy đó, để ổng cẩn thận hoặc là kẹp cột cắt thôi chứ không có chuyện tháo thử. Đừng có mỗi thấy nó hơi hồng hồng tím tháo thử, đã rồi gặp rồi tháo ra rồi da hôn mê vô sốc không biết tại sao, nó đơn giản quá, vô sốc những trường nó đậm có gì đâu mà không biết. Một cái nữa mà anh quên nói đó là gì? Bệnh cảnh lâm sàng của lòng ruột không điển hình, tam chứng lâm sàng kinh điển, bé trai bụ quản, đau bụng, ối, tiêu máu, sờ u lòng. Giờ phút này không con chị suy dinh dưỡng, vẫn gặp trẻ nhỏ, vẫn gặp trẻ lớn, vẫn gặp. Thứ hai nữa nó chỉ có ối thôi hoặc là hội chứng MAS thôi, nó không có điển hình nữa. Cho nên đừng có đòi hỏi tam chứng lâm sàng kinh điển. Thậm chí là những nhà lâm sàng chứ nó lòng ruột không chịu, nó trời nó có đâu có triệu chứng gì đâu mà nó chỉ có đã bụng không chịu. Cho nên nó nhắc lại là kinh điển không còn nữa nha, đợi là trễ lắm. Nè, dễ
đây cũng cái cục polyp đó, polyp bên trong xong thấu lòng xong thấy có cục polyp trong vùng hoàng nhãn tràng anh chị. Anh chị thấy đây là cái cục polyp đây ha, polyp đây là trường hợp nhưng anh chị thấy có trong cái thấu lòng có cục polyp đây, còn đây cái ruột thừa đây, ruột thừa đó này, còn đây đoạn cuối hoàng tràng đây, đoạn cuối đây, đoạn cuối hoàng tràng đây, có ruột thừa đây, anh chị thấy không? Đây ruột thừa, còn đây cái cục polyp đây, bụng một cái nó gây gây nó một lần nữa cái cục polyp và đây là trong họng bên kia chị nhìn thấy ruột thừa từ đây đến đây là đoạn cuối hoàn toàn nhé, nó chui đây, đây là cục polyp, đây cái bệnh cảnh gan form đây, một cái gan polyp nó ở nằm một khối một cái mass ở thành ruột mà nó ở kém ở gan bị gan form anh lướt đi không kịp. Cái ở trẻ lớn thì cái nguyên nhân đau cấp nó rất nhiều có thể viêm hạch, có thể viêm thừa thì rất nhiều. Ở đây thứ nhất nhớ dùm ngày phút này, giờ phút này với những cái thế hệ máy xem xịn chút anh chị rất dễ thấy hạch trong rễ mặt treo, hạch trong rễ mặt treo rất hay gặp, và thứ hai nó cũng có thể là một nguyên nhân gây đau bụng cấp ở trẻ em, và hạch trong rễ mặt treo cũng có thể bị áp xe được, có thể hoại tử được. Thì nhớ cái gì? Bình thường vẫn có, nhưng trong bệnh cảnh nhiễm CV đường tiêu hóa, nhiễm CV đường hấp, trong bệnh cảnh viêm ruột non có thể có hạch. Thì những cái hạch đó chỉ là hạch phản ứng, thì hạch phản ứng thôi. Có thể trên 1cm tròn nhiều hạch phản ứng trong bệnh cảnh. Nhưng mà nhớ chẩn đoán viêm hạch mặt treo đơn thuần, là chỉ nói viêm hạch đó, là chẩn đoán loại trừ, nghĩa là anh loại trừ viêm mặt thừa, loại trừ viêm ruột, thì hãy nghĩ tới nó. Và khi nào thì khi nào chẩn đoán là viêm hạch mặt treo, nếu như bệnh nhân có đủ những tiêu chuẩn, có một đám chùm hạch nó trên 5mm, một trên 50 hạch trên một chùm, cái năm hạch thế hạch, và thứ hai đường kính của nó trên 10, trên 10 đường, thường thường đường kính ngang thì trên 5, đường kính dọc trên 10, nhưng thực tế lâm sàng anh thấy là 15, 10 nhạy quá, nhạy quá cho nên dễ sai. Mà thứ hai đã có những như lại nói 10 là nhạy rất gặp, thường thấy ngưỡng 15. Nhưng khi anh chị phân tích một cái hạch trong rễ mặt treo thì nhớ dùng coi cái rốn hạch, cái cấu trúc hạch. Nếu cái hạch cái hình oval nó còn rốn hạch cho 10-15 nó cũng có thể là bình thường. Nhưng ngược lại nếu hạch nó tròn, echo nó kém hoặc nó có hoại tử, đó là hạch bệnh lý. Điểm thứ hai nữa là trong quá trình anh chị làm siêu âm, có thể cho đứa trẻ nằm nghiêng phải, nghiêng trái, nghiêng sang một bên thì cái điểm đau của đứa trẻ nó cũng di chuyển theo, thì coi chừng đó là viêm hạch. Anh chị đè ở đây nó đau nè, sau đó mình nghiêng qua bên cái đắt cái hạch nó nằm rễ mặt treo đổ qua bên, khi đó anh chị cái điểm đau của đứa trẻ nó di chuyển theo thì gợi ý khả năng nó viêm hạch rất cao. Và tất nhiên nếu như cái viêm hạch đó nó hoại tử rồi, nó có phản ứng mô xung quanh, mặt nó dày, nó bao xung quanh nữa, thì lúc đó coi chừng nó áp xe hạch. Viêm hoại tử áp xe hạch. Đó, mình dựa trên những việc. Nhưng nhớ, còn nếu anh chị thấy hạch mà nó eco kém, hoại tử, mà thành chùm nhiều quá mà tròn nữa, hạch eco kém, tròn, hoại tử, thì coi chừng lymphoma. Hạch tròn, eco kém, tròn, đám, coi chừng lymphoma. Có liền lymphoma trong hạch, trong rễ mặt treo, có khi lymphoma ở thành ruột, nhưng mà nếu thấy mà nhiều hạch mà tròn eco kém có hoại tử, nếu hạch tròn eco kém có vôi quá thì coi chừng lao hạch, lao hạch, nếu có vôi quá dễ không có đâu. Anh chị thấy hình ảnh hạch không, hạch trong rễ, anh chị thấy rất nhiều hạch, không hạch trong bệnh cảnh nó viêm thôi, viêm mà nó phản ứng. Như vậy thì nhớ đối với viêm hạch mặt treo chỉ nhớ ba điều, tại vì sao phải chúng ta gặp rồi, nếu anh chị chẩn đoán quá đà, bệnh nhân đi máy bay từ Đà Nẵng vô tới đây vì một cái chẩn đoán viêm hạch, siêu âm thấy có hạch trong rễ mặt treo xong chẩn đoán viêm hạch, nhưng mà bệnh nhân như đây hạch có hạch bình thường đó, cho nên nếu anh chị thấy có hạch mà đặc điểm bình thường mô tả thì vẫn mô tả, nhưng kết luận đừng kết, tại mình kết luận vô một cách là viêm hạch theo nhiều hạch trong rễ mặt treo người ta sợ, mình nhân nó sợ lắm, nhưng đôi khi nó hạch bình thường mà anh chị. Cái điểm thứ hai là viêm mặt thừa, thì đối với viêm mặt thừa anh chị nhớ nói anh chị ba điều nữa,
chẩn đoán ruột thừa có thể nói đây là một cái bệnh lý rất hay gặp, trung bình mỗi ngày cũng gặp 4-5 ca mổ ruột thừa là chuyện bình thường. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Chẩn đoán ruột thừa là chẩn đoán lâm sàng. Nhưng khổ một cái không có siêu âm thì chưa phải chưa mổ. Chẩn đoán là chẩn đoán lâm sàng mà không có siêu âm đôi khi không mổ. Phải có siêu âm mới chịu mổ. Có. Hay nói ngược lại là cái gì? Trong cái ruột thừa ở trẻ em bệnh cảnh lâm sàng đôi khi rất khó anh chị, khó lắm. Người lớn cũng nói rồi, trẻ em đôi khi khó, rất khó. Đặc biệt là ruột thừa ở trẻ dưới 2 tuổi. Nó không nói, bệnh cảnh thì mơ hồ, vô bệnh cảnh viêm ruột, vô bệnh cảnh rắc ruột, ối. Ối mà sao nó lưỡng tiêu mà, tiêu chảy ào ào, mà ra viêm phúc mạc thừa. Cho nên cái muốn nói đó là gì? Chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán chủ yếu là dựa trên lâm sàng, mà lâm sàng đôi khi thì không chắc chắn. Bởi vì nó khoảng 30% mà bỏ sót cũng khá lớn. Dường như ở trẻ em dưới 2 tuổi, không chẩn đoán lâm sàng, không chẩn đoán lâm sàng nổi viêm ruột thừa đâu, chỉ có siêu âm. Cho nên tôi vẫn hay nói, chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ dưới 2 tuổi, đối với anh chị, tôi đã nói là thường là chẩn đoán trẻ, thường chẩn đoán trẻ. Nhưng khi đến với anh chị thì đừng để nó trễ hơn. Chứ mình không gọi là chẩn đoán nó gây viêm ruột thừa mũ từ giai đoạn một đứa trẻ 1-2 tuổi, thường nó bể trên rồi. Nhưng mà làm sao đừng để trễ hơn, nghĩa là vô nằm một tuần lễ sau mới lòi ra được viêm phúc mạc thừa vẫn được, vô phải thấy liền. Đó, yêu cầu của tôi vậy. Nếu anh chị chẩn đoán ruột thừa trễ, nó thể có biến chứng áp xe, viêm phúc mạc, tắc ruột, nhiễm trùng huyết, thậm chí ở con gái có thể vô sinh. Thường nó viêm dính thai vòi, chứng nhiều lắm, viêm dính nhiều lắm anh chị. Và người ta thấy rằng khi mổ ra thì có khoảng 30% có ruột thừa bình thường. Mổ ra ruột thừa bình thường nhưng mà khi kết luận thì vẫn là viêm ruột thừa cấp. Tại vì sao kẹp ngồi cũng đỏ, giữ ngồi cũng tạch. Mà không lấy giờ mổ ra có kết luận bình thường bình thường. Nên thường thường mổ ra kết luận viêm ruột cấp. Cho nên tôi anh nói em, nếu em chẩn đoán là rồi đó, bác sĩ lâm sàng chẩn đoán, bác sĩ mổ rồi đó thì viêm ruột cấp. Đích thân em gặp bác sĩ đó, nói ổng này nó ruột thừa bình thường hay là nó viêm, để mình rút kinh nghiệm chứ. Chẩn đoán một đứa trẻ 3-4 ngày trong bệnh cảnh nó liệt ruột, viêm ruột. Chẩn đoán là vậy, tôi đã từng bị mà. Hình ảnh lâm sàng là đứa trẻ nhiễm trùng là rất nặng. Ruột nó đờ, nó viêm ruột rất dữ. Chẩn đoán tôi là chẩn đoán viêm ruột. Nhưng mà lâm sàng như là viêm phúc mạc mổ ra chẩn đoán viêm ruột cấp. Vậy cái bệnh cảnh lâm sàng không tương ứng với viêm ruột cấp, có nghĩa là một lần. Phải đích thân hỏi để biết mình sai đúng không chứ. Tại vì sao? Một, tại vì ngày xưa cũng có từng có những quan điểm là gì? Thà lầm hơi sót. Cho nên vẫn mổ. Nhưng mổ rồi nó vẫn có biến chứng anh chị. Mổ lên một trắng ruột thừa vẫn có biến chứng. Người ta thấy rằng nó vẫn có thể có biến chứng cắt ruột á. Cho nên người ta đó lý do tại sao mà nó có nhiều, có những cái khó khăn của nó. Rồi cái kê bên cạnh đó rất nhiều cái bệnh lý, đặc biệt là cái ruột thừa ở những trẻ béo phì, có những trẻ 50-60 tuổi, 50-60 ký. Đôi khi làm tốt mọi hồi. Tôi nhớ bài câu của thầy Khoáng nói, mỗi một ca ruột thừa tóc bạc thêm sợi, làm ca ruột thừa tóc bạc thêm sợi đó. Thì vấn đề là gì? Vấn đề của mình là bởi vì cơ địa, đặc biệt là những ca bệnh lý huyết học, những ca leukemia á, có những bệnh lý leukemia đôi khi nó đến anh chị trong cảnh đau có chỗ phải, có số đau chỗ phải khó, mà anh chị chứng đoán đúng thì nó cứu được nó, mà chứng đoán sai mà mổ sai thì một khổ một cái là gì? Chết mẹ hơn. Những ca mà biết leukemia nó đau thâm nhiễm ruột, bùng hồi bánh tràng rất dữ, mình mổ ra một lần là đứa trẻ chết lẹ lắm, chết trong bệnh cảnh nhiễm trùng, chết trong bệnh cảnh tắc mạch. Cho nên anh chị phải thấy là nó cái khó khăn, chính vì những cái khó khăn đó, những cái đa dạng, những cái mơ hồ đó, cho nên nó có nhiều phương tiện để hỗ trợ thêm. Trước đây có X quang bụng để phát X quang bụng thấy được cái viên sỏi phân chẳng hạn, thậm chí CT và siêu âm. Thì đối với siêu âm thì anh chị nói 3 điều về siêu âm thì nhớ. Tất nhiên cũng phải khám tổng quát hết bằng đầu dò con vét trước nha anh chị. Rồi sau đó mới sử dụng đầu dò linear tập trung hố chỗ phải. Mình đè từ xuống, đường đè cái rụp vô nó phản ứng liền, đứa trẻ nó đa lối. Không hợp tác với anh chị đâu. Và khi mình kéo xuống từ thì cái ranh giới giữa cái manh tràng và cái manh tràng và cái hồi đoạn cuối hồi tràng. Thì sao anh chị thấy cái manh tràng hồi đoạn cuối hồi tràng thường bắt nó dày, echo nó kém hơn, cái manh tràng nó to hơn, nó có hơi có dịch.
sự giao tiếp của đó. Thì từ cái vị trí này anh chị nhích tới nhích lui thì thấy được một cấu trúc ống điều hóa nó đi ngay phía trên cơ số, đi ngay trên cơ số, nó ôm lấy cái bó mặt trời. Đó là cái tiềm lực thần. Trong một số trường hợp mình có thể cho đứa trẻ nằm nghiêng sang một bên, nghiêng sang một bên trái để đi thấy được những cái đục thừa sau manh tràng. Bởi vì có những cái đục thừa sau manh tràng phải dùng một kỹ năng là chị nằm nghiêng để cho nó đổ ra phía trước, chứ anh chị nằm ngửa là khi không thấy. Thậm chí có những trường hợp đôi khi ba, tất nhiên về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán của đục thừa, tiêu chuẩn chẩn đoán viêm đục thừa ở trẻ em cũng giống người lớn, nghĩa là đường kính trên 6. Thứ hai, có dấu hiệu phản ứng dày mặt nối quanh đục thừa. Thứ ba, dấu hiệu đè không xẹp, dấu hiệu mắc một nơi em trai sau dương, có thể có chút xíu dịch khu trú ở hỗ trợ phải quanh đục thừa. Thì đó là những tiêu chuẩn của chẩn đoán viêm đục thừa. Nhưng nhớ một điều rất quan trọng, tiêu chuẩn đường kính đục thừa trên 6 chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì có những trường hợp đục thừa nó 10 nhưng chưa chắc viêm. Ví dụ trong bệnh cảnh mucoviscido, trong bệnh cảnh mucoviscido có thể có mucosen đục thừa. Đục thừa nó to nhưng nó không viêm. Và ngược lại cũng có những hợp đôi khi đục thừa nó nhỏ nhưng nó viêm, nó gọi viêm thừa mãn. Cho nên trong chẩn đoán viêm đục thừa cấp, trong chẩn đoán viêm đục thừa thì nhớ cho em dấu hiệu đặc hiệu, đó là dấu hiệu dày mặt nối. Phản ứng dày mặt nối ở vùng quanh đục thừa, vùng phố chậu phải, đây là dấu hiệu đặc hiệu. Bởi thấy nó rồi phải tìm đục thừa, trong đám dày đó mà thấy có dấu hiệu đặt cách sai rồi thì nó là đục thừa. Dấu hiệu rất nhạy, đặc hiệu nữa. Còn dấu hiệu đường kính đục thừa này, thì đường kính đục thừa thậm chí được trên 6, còn vách không thể đường vách của đục thừa phải trên 3, nhưng có những hợp đục thừa mũ rồi đó thì vách nó khoảng nó bỏng tanh rồi, nên đâu cho nên mang tính anh vẫn thấy là dấu hiệu dày mặt nối quanh đục thừa rất nhạy, đặc hiệu nữa, và cái sổ đục thừa được càng tốt. Em chị thấy hình ảnh và cái ruột thừa bình thường ở trẻ em, ruột thừa bình thường ở trẻ em rất hay dễ tìm. Ruột thừa bình thường ở trẻ em rất dễ tìm, bởi vì sao? Bởi vì thành bụng ở trẻ em nó mỏng, ít mỡ, với hai đầu giò lai nia rồi tốt. Nhưng mình coi được đây hình ảnh của cúc, anh chị thấy cái cấu trúc ruột thừa ở đây, hình ảnh ruột thừa ở đây, đây cái bọng cuốn màu tràng đây nè, đây cái mang tràng đây gì thấy không, đây ruột thừa này rất đẹp. Anh chị thấy ruột thừa không? Đi ngay trên cơ số đây, đây bọng cuốn màu tràng này, đây ruột thừa ở đây. Anh chị thấy khi nó viêm thì khẩu kính đục thừa nó thứ nhất là to ra trên 8 mm rồi, thứ hai là có phản ứng dày mặt nối quanh đục thừa, thứ ba là dấu hiệu ngón tay, mà tôi vẫn hay gọi đó là gì, đó là gọi là dấu hiệu ngón tay để chỉ bệnh nhân tới phòng mổ. Và cái quan trọng nữa là gì, nhớ trong quá trình khảo sát đục thừa đau bụng cấp viêm đục thừa thì luôn luôn đi hết cái đoạn đục thừa. Chứ đây là trường hợp anh chị thấy cái góc đục thừa nó bình thường, cái chỗ này bình thường, nhưng mà đi ra ngoài chút xíu nữa anh chị thấy bắt đầu to ra chút. Anh chị đi tới đây đục thừa nó bự lên chút. Ở đây đục thừa, đây là viêm thừa cấp điểm mới, viêm ở đầu đục thừa thôi. Đây là trường hợp là đứa trẻ nhỏ nó lớn trong bệnh cảnh của một cái tiêu chảy mà nó sốt nhiễm trùng, trẻ nhỏ thôi nhưng mà quan trọng thấy cái dịch khu trú hỗ trợ phải, dịch này có hồi âm và trong cái đám dày mặt nối ở đây mình thấy có một chút cái ống đặt cái sai đây. Và đây là một cái viêm gốc mạc đục thừa khu trú ở trẻ nhũ nhi á chị. Và nhớ ngày xưa tôi gặp một ca mà dẫn đoán lâm sàng rồi viêm đau hỗ trợ phải mà bệnh nhân có tiền căn có vết mổ cũ, chuyện đó hỏi mổ đục thừa rồi mừng húm mà ngày xưa lúc mà mới bước chân mà chuyện đó là ảnh siêu âm á, bệnh nhân được gửi đến gì đau hỗ trợ phải, mở ra thấy có vết mổ được mắc một nay, hỏi mổ đục thừa rồi mừng lắm khỏi tiền nữa. Nhưng anh chị đây, đây là trường hợp bệnh nhân này được mổ viêm đục thừa rồi nhưng mà bệnh nhân được nhập viện cái là gì, đau hỗ trợ phải, qua xem thấy gốc đục thừa ở đây, gốc đục thừa đây echo kém, nó to echo kém, anh chị thấy đây rất là dày. Đây là trường hợp bệnh nhân bị viêm gốc đục thừa sau đã có hình mổ đục thừa, viêm gốc đục thừa. Tại vì khi mà tôi báo cái ca này thì tôi nói với ông thầy, nói chuyện với ông thầy, nó gặp ông ca mới chuẩn đoán ca viêm gốc đục thừa, mày gặp ca gốc đục thừa chứ tôi gặp từng thầy á, anh gặp tôi gặp viêm gốc của gốc đục thừa. Nghĩa là sao, mổ lần một xong ông về chứ nó viêm cắt rồi xong nó còn hoành lại nó vẫn viêm nữa, viêm lần thứ hai mà cứ gọi gốc của gốc đục thừa. Cho nên vấn đề của mình là, cho nên đừng gọi một đứa trẻ và anh thấy rằng
có những ca mổ nội soi mình thấy góc lượng nó còn to lắm chị. Đang đó là cái điều cái đẹp, một cái đề tài mà tôi đăng báo đã nói cho anh bên ngoại khoa biết, mà bản thân tôi cũng theo dõi luôn những ca hậu phẫu của viêm thường mà qua ngã nội soi rất hay thấy cái góc thường nó còn to, không hiểu cái đường cắt hoặc cái khẩu tiết kỹ năng như thế nào mình chưa biết, nhưng đang theo dõi để coi cái tỷ lệ biến chứng cỡ nhiêu. Đây là trường hợp đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh cũng đau hố trộn phải, qua siêu âm mình thấy cái đoạn cuối hồi tràng ở đây nó dày lên, nhưng thấy cái gì khác không? Thấy có một cái loại bóng ở đây, một cái bóng cản âm ở đây, không biết là gì. Nhưng khi cắt dọc ra thì chị thấy một cái vệt cây cô dày, nó chấn ngang đây và có dày mặt đối ở xung quanh. Đây là trường hợp mà tôi chẩn đoán là dị vật đoạn cuối hồi tràng. Thì khi dị vật đoạn cái đâm xuyên thủng dày đoạn cuối thì lúc đó tụi nó đẩy qua chụp CT không thấy, X-quang không thấy luôn. Thì lúc đó mình nói, thì tôi nói là dị vật mà tôi nói xương cá, mà chụp in không thấy xương cá. Thì lúc đó mà trẻ con tay thì nó đang ăn xương cá giống mình. Cái thì vấn đề của nó, mà hỏi nó thì nó nuốt cái tâm nào không? Thì nó nói là tối nó ngủ á, nó cạp cái đầu giường chơi á, chỉ có một lần nuốt mảnh gỗ. Thì lúc đó thì mổ ra, chị thấy khi mổ ra nó phát hiện ra là nó bị tâm thủng đây nè. Tâm thủng cái đầu nuốt ra nè, đây nè. Đó, đây là cái mảnh gỗ giống như tâm thôi. Nó đâm thủng đi cái dị vật. Thì cái điều muốn nói đây là những cái phần đầu tiên là chẩn đoán phương miệng của mình là cái viêm ruột thừa thì đôi khi có thể có dị vật ở đoạn cuối hồi tràng, mà dị vật hay gặp có thể xương cá, bản thân gặp xương cá hoặc xương ếch có rồi. Đây là trường hợp dị vật cái tâm mà đâm thủng đoạn cuối hồi tràng. Trường hợp thứ hai đó là gì, anh chị thấy bệnh nhân cũng đến trong một cảnh đau bụng cấp, thấy có thận ứ nước, giãn ứ nước độ 2, giãn điều quản, có viên sỏi đoạn điều quản nội thành, có viên sỏi ở điều quản nội thành. Một như vậy thì cái ruột thừa anh chị phải chẩn đoán phân biệt với sỏi viêm sỏi niệu quản gây cơn đau bỏ thận. Đó là điểm mục thứ hai. Điểm mục thứ ba, đôi khi có những trường hợp nó cũng đau đớn nhưng mà cảnh đau bụng nhưng mà nó viêm toàn bộ đại tràng thì dễ đặt vô thấy nó viêm dày thành một đại tràng thì an tâm không sợ, không kém mà ruột thừa. Nhưng ngược lại nếu như mà đứa trẻ này nó bệnh cảnh nó viêm đại tràng trên bệnh nhân leucemia thì đó có, thì đôi khi đây là một cái hiện tượng viêm thâm nhiễm của đại tràng, mang đại tràng trên bệnh nhân bị leucemia cũng cẩn thận. Đối với bệnh lý viêm thừa, anh chị nhớ cái gì? Chị nhớ là thật ra cái tiêu chuẩn ruột thừa bình thường ở trẻ em vẫn thấy tỷ lệ rất cao, khoảng 70-80% đó anh chị. Cái điểm thứ hai nữa là tiêu chuẩn chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ em giống người lớn, nhưng nhớ dùng dấu hiệu dày mặt nối quanh của mô mỡ quanh ruột thừa rất quan trọng. Vừa nhảy vừa đặc hiệu. Còn dấu hiệu tiêu chuẩn đường kính mang tính chất tham khảo thôi. Và khi đã thấy ruột thừa, nhớ thứ hai nữa một cái dạng lâm sàng đó là viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi, đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi thì bệnh cảnh lâm sàng thường ở giai đoạn trẻ. Chẩn đoán ruột thừa giai đoạn trẻ cho nên anh chỉ cần thấy tín hiệu của viêm phúc mạc, nó là dấu hiệu gì mà nói dịch khu trú là phải cảnh giác thì thôi. Bản thân tôi đã gặp ít nhất một con trai áp xe ruột thừa ở trẻ sơ sinh mà đến trong bệnh cảnh của một cái nó nhập viện vì cái bìu nó sưng thôi, tức là về nhà thấy bìu nó hơi sưng sưng, bác sĩ lâm sàng coi đi xem bìu, qua xem bìu sau thấy cái bìu này nó dịch nó có hồi âm lẫn cợn không kỳ kỳ, nó bò ngược cho lên trên phát hiện ra áp xe ruột thừa sơ sinh. Chuyện đó áp xe ruột thừa sơ sinh và mổ ra áp xe ruột thừa, thì mổ ra mũ nó chào thì chân xuống nó chào xuống, tức là thấy nó đi khám thì cái bìu